Vâng, em xin chào tất cả anh em á. Hôm nay kênh đồ nghề bài tổng hợp lên một clip số 8 ha, giới thiệu cho anh em những cái mặt hàng dụng cụ đồ nghề. Thì đây là hàng bãi, hàng đã qua sử dụng nha anh em. Thì trong quá trình em quay video, em sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết cũng như là tính năng của từng món hàng và đặc biệt là cái tình trạng của nó, tại vì đây là hàng đã qua sử dụng. Anh em thấy có cái món nào mà vừa ý, đúng với nhu cầu của mình đang cần sử dụng, anh em liên hệ em trực tiếp qua số điện thoại 0708880661. Anh em báo giúp em mã clip là số 8 kèm với mã sản phẩm anh em đang quan tâm nha. Rồi về hình thức giao dịch mua bán của bên em, những cái đơn hàng mà anh em là chọn là ship code, là ship COD á, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng thấy đúng với món hàng mình đã đặt với bên em rồi, anh em nhận hàng, thanh toán tiền hàng, thanh toán luôn tiền phí vận chuyển giúp em ha. Thì có cước phí đồng giá là 30.000 trên toàn quốc, nhưng mà đó là những cái đơn hàng nhỏ và nhẹ, còn đơn hàng to và nặng nó sẽ có cước phí cao hơn, thì cái đó em cũng sẽ báo rõ luôn cho anh em, thì tùy theo món hàng. Còn về anh em chuyển khoản thanh toán trước thì đó, cái đó mình sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình mình trao đổi thông tin nha anh em ơi. Dạ rồi. Sau đây em bắt đầu luôn cái phần chi tiết ha, giới thiệu cho anh em mình từng món cũng như là báo giá luôn. Anh em thấy có vừa ý thì ủng hộ hàng của em luôn nha. Dạ rồi, em cũng ra xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua ha. Cũng hy vọng sắp tới anh em tiếp tục ủng hộ em nữa ha. Em cũng sẽ cố gắng mang lại cho anh em nhiều cái sản phẩm chất lượng hơn ha. Dạ rồi, mã số 1 sẽ giới thiệu cho mình là một cái bộ bánh xe. Một bánh xe bao gồm 4 cái nha, một bánh màu trắng này. Rồi, bộ này nó sẽ có bao gồm là hai cái khóa, hai có khóa bánh và hai cái không khóa ha, hai cái không khóa. Thì đầu tiên giới thiệu cho anh em trước một cái có khóa trước ha. Thì họ thiết kế một cái bánh xe này có sẵn này, họ thiết kế là một cái đế lắp này ha. Cái ren này thì anh em lắp vào, có thể là lắp vào cái tủ, cái kệ của mình, anh em tăng đưa cao thấp gì đó tùy theo của mình ha. Thì tình trạng của cái bánh này nè, trước tiên là em thấy là cũng là nguyên vẹn hết ha, cứng cáp chắc chắn luôn. Cái này là chất liệu là inox là thép trắng anh em, nhưng mà cái hít nó hít rất là yếu anh em, hít rất là yếu luôn ha. Nó có hít được ha, nhưng mà nó hít rất là yếu ha. Thì cái này em nghĩ là chắc là inox 316 anh em, 304 anh em không rõ ha. Thì đây, trên này thì con ốc thì có để mọc rồi, còn cái phần đây thì nó rất là trắng sáng nè, nó cũng không có bị rỉ sét gì hết anh em ha. Rồi cái khóa bánh nè, hoạt động rất là trơn tru ngon lành luôn. Anh em mà muốn khóa lại thì em chỉ cần bật này xuống ha, là nó sẽ khóa nè, không xoay được nè, cũng như là không lăn bánh được nè. Anh em muốn bật lên thì chỉ cần bật vào nút ốp này là được ha. Hay bật vào nút ốp này được là do là tại vì anh em chưa lắp vào cái chân, nó hơi khó thao tác anh em ha. Đó, nhẹ nhàng mượt mà luôn. Thì cái bánh này em thấy là nó có một cái phần phía cốt trên đây nó hơi cong một xíu. Tuy nhiên á thì cái con ốc ha, con bu lông này nó vẫn hoạt động bình thường anh em, sao không cong đến mức mà nó bị kẹt gì hết ha. Anh em xem ha, thì anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể là uống nắng lại cái phần này ha. Ha, đấy, ra vào mượt mà hết luôn ha anh em. Rồi tổng thể luôn nè, họ cái vết hàng họ, cái mối hàng họ hàng rất là chắc chắn luôn, cái phần đế này rất là dày dặn cứng cáp luôn. Anh em về thể sử dụng thì bánh này cũng đã qua sử dụng, nhưng mà tình trạng cũng còn nguyên vẹn hết à, dùng có ít thôi, sáng đẹp ha. Rồi kích thước nè, kích thước ha, cái đường kính của cái bánh này á, là đường kính này là em đo đây là 80 anh em, 80 ly ha, đường kính là 80 ly. Rồi cái bản rộng ha, chiều rộng cái bản bánh này thì nó là 35 ly, 35 ly. Rồi cái phần tổng hết chiều cao của cái phần bánh không ha, thì nó là tầm khoảng là 115 ly ha, 115 ly ha. Rồi cả phần cốt này luôn ha, cả phần cốt này luôn thì tổng hết chiều cao của cái này á là tầm khoảng là 23 cm nè, 230 ly ha, 230 ml bao gồm phần cốt đây. Đó, thì cái chiều dài của phần cốt này không đây. Thì nó là khoảng 10 ha, 10 cm. Đó nè, đó thì hình thức là vậy ha. Thì những cái kia cũng như vậy luôn anh em, những cái bánh kia cũng như vậy luôn. Thì nó trong cái bộ này nó bao gồm 4 cái thì nó sẽ có hai cái khóa bánh ha, hai cái có tính năng khóa bánh và hai cái nó không có tính năng khóa bánh.
cả bốn cái đều xoay được chiều hướng ha, xoay để đảo hướng được anh em ha, anh em đẩy nó dễ dàng nhẹ nhàng hơn ha. Đó. À, thì những cái cốt còn lại những cái bánh kia ha thì nó còn thẳng tắp hết anh em, chỉ cái đó em cảm giác nó hơi cong một xíu ha, hơi cảm giác nó hơi cong một xíu. Đấy. Rồi cái kích thước này cũng là như nhau hết cho tất cả là như nhau, còn sáng bóng hết anh em. À, bao gồm là hai cái khóa bánh và hai cái không khóa ha. Đó, chung một bộ luôn, anh em ráp tủ kệ gì đó ha sử dụng luôn. Dạ rồi, bộ 4 này, bộ 4 bánh xe này em cân nặng luôn cho nó cho anh em ha. Rồi, bộ 4 bánh xe này nặng là 5,6 kg anh em, 5,6 kg ha. Mã số 1. Bộ này em đang để với giá là 850.000đ, bộ 4 bánh xe có hai cái khóa bánh và hai cái không khóa. À, rất là sáng đẹp luôn, mã số 1 850.000đ. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 giới thiệu cho anh em là một cái búa bi kén sợi thủy tinh. Cái này của hãng Lobster ha. Kén sợi thủy tinh được bọc cái phần bao tay là bằng cao su, cũng còn nguyên vẹn đây luôn. Đấy. Ha. À, rồi, chỗ này có một số vết cắn lên xíu đây. Thì đây là hàng của Nhật anh em, của hãng Lobster con tôm nè. Nó kén sợi thủy tinh, à, cứng cáp chắc chắn luôn. Anh em dùng nó bền. À, đây. Đầu búa nè. Đầu búa thì nó, nói chung là hàng bãi anh em nó cũng có một số vết rỉ ố trên đây ha. À, anh em xem. Đầu nem này thì họ cũng đổ keo đặt cứng vào trong đây rồi. Cứng cáp chắc chắn hết. Đầu bi nè. Mặt đóng ha. Đó. Tổng thể luôn. À, hình thức cũng nguyên vẹn luôn anh em. Kén búa rồi ha. Đó. Dạ rồi, một cái búa bi của hãng Lobster kén sợi thủy tinh. Để em cân lại trọng lượng của nó luôn anh em. À, tổng trọng lượng là 850g. Tổng trọng lượng là 850g. Một cái búa bi của hãng Lobster. À, một cái hãng đến từ Nhật ha. Rồi, chiều dài của nó là 32 cm ha, 32 cm, nặng 850g, mã số 2. Cái này em đang để với giá là 200.000. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 3. À. Mã số 3 giới thiệu cho mình là một cái búa bi, thì cái này là kén là bằng gỗ ha, kén là bằng gỗ. À. Đây, tổng thể nào, phần kén cũng nguyên vẹn luôn ha. À, đây tổng thể luôn đó, nguyên zin của nó luôn anh em. Đầu bi ha, đầu búa nè, thì cái này là của hãng Top à, của hãng Top, một cái sản phẩm cũng đến từ Nhật. À, size của nó là 1 pound nè, đầu niêm nè ha, cứng cáp chắc chắn luôn, không có bị mục nứt gì cả. Đó, đầu búa nè ha, anh em xem mặt bên đây luôn, mặt đóng nè, mặt đóng thì có một số vết cắn ở trên đây ha, một số vết cắn số trên đây, hàng đã qua sử dụng. Đầu bi, đấy ha, anh em xem tình trạng luôn. Kén gỗ cũng nguyên vẹn luôn, láng mượt hết cái bề mặt ha. Em đã xử lý rồi, anh em về sử dụng thôi. Một cái búa bi của hãng Top ha. Của hãng Top size số 1. Thì cân nặng của nó luôn nha anh em, tổng hết trọng lượng ha. Tổng hết trọng lượng là 600g ha. Tổng hết trọng lượng là 600g. Cái chiều dài của nó đây, em đo đây được là 33 cm ha. 33 cm. Một cái búa bi của hãng Top, à, kén là bằng gỗ, size là 1 pound, nặng 600g. Hình thức cũng đã qua sử dụng ha. Rồi, mã số 3, cái này em đang để với giá là 200.000. Dạ, tiếp theo thì em qua mã số 4. Rồi, mã số 4 em giới thiệu cho anh em mình là một cái cưa sắt, cưa tay. Cái này thì của Sandvik ha, của Thụy Điển, Sweden, model là 227. Thì anh em có thể lắp cái lưỡi cưa vào đây ha, rồi anh em sử dụng luôn. Thì nói chung là cũng hình thức cũng nguyên vẹn, nguyên vẹn hết, nguyên khối ha, không có bị vấn đề ảnh hưởng gì cả. Đó, anh em xem nè, lưỡi ha, cũng kèm theo đây là một cái lưỡi của Sandvik luôn, của Sweden luôn ha. Rồi, thông tin trên đây
Thì ở đây cũng có hai cái thế anh em có thể lắp cái lưỡi vào. Thứ nhất là cái góc đứng, là khi anh em góc đứng này thì anh em lắp thì cái lưỡi nó sẽ thẳng đứng này, khi anh em cắt là ha nó đứng. Còn mà có một cái góc phía bên đây nó nghiêng, anh em lắp nghiêng qua bên đây thì anh em có thể cưa là những cái góc nghiêng, góc xéo ra ha, nó dễ dàng hơn. Ở tay cầm thì phía đây nguyên vẹn luôn. Anh em thay thế lưỡi thì anh em chỉ cần xoay cái tay này ra. Ha, xoay cái tay này ra rồi nó sẽ trùng lại, rồi anh em thay thế lưỡi ha. Đó, rất là dễ dàng luôn anh em. Đó, rồi anh em siết chặt lại, căng thẳng lưỡi ra rồi sử dụng ha. Đó, cái này là cũng bằng nhôm luôn nè, nguyên khối ha, cứng cáp hết, chắc chắn hết ha anh em, không vấn đề gì hả. Rồi cái này thì cái lưỡi á, anh em dùng trong cái cưa này là cái lưỡi cái đó là chiều dài là 26 cm nè anh em, à, chiều dài là 26 cm ha. Rồi tổng hết chiều dài của cái cưa này nó tầm khoảng là 39,5 cm ha, 39,5 cm. Cái cạnh này là 10, à cạnh này là 10. Rồi mã số 4 ha. Thì cái này anh em thích cái đằng nhôm nguyên khối nó cũng khá là nhẹ nhàng anh em, dễ dàng sử dụng luôn ha. Mã số 4 cái này em đang để với giá là 250.000. Mã số 4 250.000 ha anh em. Một cái cưa của Sandvik Sweden 227. Lưỡi là 26 cm. Và tiếp theo thì qua mã số 5. Mã số 5 giới thiệu cho mình là một cái chuyển góc vít. À chuyển góc vít thì anh em mình lắp vít, lắp cái con vít ha vào những cái vị trí góc hẹp ha, cắn vướng hay là chi tiết máy hay bất kỳ vấn đề gì đó mà anh em muốn vào cua qua góc mà anh em đưa cái cán vào không được ha, khó đưa ha, thì anh em sử dụng những cái này, anh em được kết hợp với những cái cán vít, hoặc là anh em dùng với lại máy bắn vít hoặc là máy khoan anh em sử dụng ha. Đấy thì cái cây này là của Japan luôn anh em, Japan ha, hàng của Nhật ha. Đó, tổng thể luôn nguyên vẹn luôn nè. Thì cái đầu này là đầu lục giác 6,3 mm, thì anh em dùng với máy bấm vít này nó lắp vào luôn ha, nó vừa luôn. Thì bên đây là cũng là cái đầu chuyển ra, đây cũng là 6 ly luôn ha, 6 ly bay anh em lắp vào. Thì ở đây nó có một cái bi giữ, anh em lắp vào nó còn giữ chặt cái đầu vít ra, không bị rơi rớt vào bên ngoài ha. Đó, em ví dụ cho anh em xem. Rồi tổng thể là nguyên vẹn luôn. Và tổng hết chiều dài của cái chuyển góc vít này là 18,5 cm ha, 18,5 cm. Mã số 5, cái này em đang để với giá là 150.000. Mã số 5 150.000. Và tiếp theo thì em qua mã số 6. Mã số 6 em giới thiệu cho anh em mình là một cái mỏ lết của hãng Top ha, mỏ lết này thép đen. Model là HM250TB ha. Rồi. Thông tin ở đây. 29 mm là cái nghĩa là cái hàm mở nó là 29 mm ha anh em. Rồi thép CRV đó ha, hàng của Nhật luôn, Japan, hàng Top. Tổng thể luôn nguyên vẹn hết, cứng cáp chắc chắn hết anh em, bề mặt láng mượt nè. Thì trên đây thì nói chung là cũng đã có một số vết rỉ ố trên đây ha. Đó. Tuy nhiên cũng không sâu bên trong anh em, cũng còn khá là mướt đẹp luôn anh em xem nè. Và đặc biệt anh em những cái này ha, hàm còn khá là chuẩn luôn anh em, không bị rơ lắc nè anh em, vặn á nó sẽ chuẩn xác ha, cũng như là không có bị xê dịch trong quá trình vặn anh em rút ra anh em đưa vào ha, nó không bị xê dịch, nó phải điều chỉnh lại ha, rất là chuẩn luôn. Rồi cái con sâu này thì họ thiết kế là hai khớp ha, họ thiết kế là hai khớp với nhau nè, chứ nó không phải là đứt kể gì cả ha anh em. Lưu ý thì cái vấn đề của hãng Top thì họ sản xuất như vậy thì nó có một tính năng riêng, cái này thì em cũng chưa rõ ha, cây nào cũng như vậy hết anh em. Đó, ra vào thì trơn tru mượt mà nhẹ nhàng luôn anh em ha. Rồi độ mở rộng hàm của nó em đo thực tế đây ha, em đo được hơn 30 ly luôn anh em, hơn 30 ly ha. Rồi góc cạnh bên trong là còn sắc sảo luôn anh em ha, không vấn đề gì. Một cái mỏ laptop size là 250, chiều dài thực tế em đo đây á là 21 cm anh em, 21 cm ha, model của nó là 250TB á. Rồi ra vào là trơn tru mượt mà luôn. Cái hàng của nó khi mà anh em khép sát lại nè, đó, khít sát luôn anh em. À, đây. Dạ rồi, mã số 6 cái này em đang để với giá là 250.000. À, mã số 6 250.000. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 7. Mã số 7 cũng là một cây của hãng Top luôn ha. Cây này size to hơn, size to hơn. Thì cái model là 250. Thì cái cây này model của nó là 300 HM300TB.
của hãng top luôn nè, thép là thép đen cứng cáp ha, chắc chắn. Rồi hàm mở là 34mm, hàng cũng là của Nhật Japan đây, tổng thể bên ngoài cũng nguyên vẹn luôn ha. Đó. Rồi cái hàm nên khi mà anh em khép sát đây nè, cũng còn khít sát đều đẹp luôn ha. Bề mặt có thì có một số vết rỉ ố trên đây, à, không vấn đề gì. À, mặt bên đây. Đó, ra vào thì cũng nhẹ nhàng mượt mà luôn anh em. À, và hàm cũng còn khá là chuẩn, không có bị xê dịch nhiều anh em, không bị rung lắc nhiều ha. Đấy, góc cạnh bên trong người nó sắc sảo luôn ha. Rồi, cái này hàm mở của nó em đo đây được là hơn 36 ly anh em, hơn 36 ly luôn ha. Dạ rồi, một cây mỏ LED của hãng top. Chiều dài thực tế của nó đây cái này chắc 25 anh em. À đây, 25,5 cm ha, 25,5 cm. Mã số 7 cái này em đang để với giá là 300.000đ ha, một cái loại thép đen cứng cáp ha. À, một loại thép đen thì rất là cứng á, anh em dùng thì vô tư luôn ha. Đó. Bề mặt sống lưng còn láng mượt luôn nè. Dạ rồi, tiếp theo thì em qua mã số 8. Mã số 8 là một cái khóa đuôi chuột ha, một cái khóa đuôi chuột hai số 14 và số 12 nè. Hai số này mình sử dụng rất là nhiều luôn anh em. Của hãng top luôn ha. Rồi, model là RM1214, thép cũng thép CRV. Rồi, cũng có hàng cái da băng luôn ha. Rồi anh em xem là bên ngoài này cũng còn luôn cái nước sơn và nước ram đen đó em. À, anh em cũng khá là đẹp mắt luôn nè. Đó, tổng thể ha. Bên ngoài luôn. Rồi cái đầu khẩu bên trong nè, góc cạnh còn khá là sắc sảo luôn ha. Chứng tỏ cái này cũng khá là ít sử dụng anh em. Số 14 ha. Còn số 12 cũng vậy luôn. Và đặc biệt là cái này là cũng là không có bị tuôn, bị nứt gì cả nha. Anh em về sử dụng luôn ha. Đảo chiều đây. À, 12 và số 14 anh em. Tổng hết chiều dài của cây này á, là 24 cm ha, 24 cm. Một cái khóa đuôi chuột hai số 12 và 14 của hãng top, hàng này của Nhật. À, tình trạng còn khá là mướt đẹp luôn. Mã số 8 cây này em đang để với giá là 200.000. Mã số 8 200.000. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 9. Mã số 9 là một cái cần, à, một cái cần siết anh em, có báo lực ha. Thì cái này là đời trước anh em, cái đời mà nó có cái kim như này ha. Khi mà anh em siết vào ha thì họ nó sẽ hiển thị là nó sẽ cong cái cây kia, nó cong cái thanh này và cái kim nó sẽ giữ, nó đẩy qua bên cái vị trí mà khi anh em siết nó sẽ đến vị trí nó sẽ báo lực ha. Đó, nó báo được cho anh em biết là mình đang lực bao nhiêu rồi, anh em nhả tay ra ha. Rồi thông tin này thì cái này là hệ in bao ha. Đây, model này anh em. À, đó, thông tin anh em, hãng sản xuất gì ha. Và đặc biệt cái này là cũng là hàng của Jill ở đây ha. Jill ở đây. Made in Jill ở đây là hàng được sản xuất tại Mỹ luôn ha. Đó. Cán cũng còn nguyên vẹn luôn nè, bằng thân còn khá là sáng mượt luôn. Đầu anh em sử dụng là với lại đầu khẩu là 1/2 inch ha, 1/2 inch. Đây, em ví dụ cho anh em nha. Ví dụ như mình đang siết một cái con khóa hay con bu lông đai ốc hay con bu lông tán gì đó tùy theo cái vùng mà anh em gọi nha. Thì đây anh em siết vào thì nó sẽ cái kim ra, cái kim phần phía trên đó nó sẽ chỉ đến cái phần phần số, có nghĩa là anh đang siết lực bao nhiêu ha. Thì đó, nếu giờ sử như thông số nhà sản xuất mình nó yêu cầu là cái con bu lông đai ốc đó là làm siết bao nhiêu lực đó thì anh em siết đủ tới mức đó thì em nhả tay ra, không siết thêm được, không siết thêm nữa ha. Đó, nó sẽ đúng với thông số nhà kỹ thuật của thông số kỹ thuật của cái con bu lông đai ốc đó luôn ha nè. Đấy, cả hai chiều luôn, anh em siết vào cũng được, anh em mở ra cũng được ha. Thì hai chiều anh em siết vào nó cũng là cái kim nó hướng qua bên đây, nó cũng báo lực luôn cho anh em, hoặc là anh em mở ra nó cũng hướng qua bên đây để anh em xác định được luôn ha.
Nói chung là sẽ tùy theo cái loại, tùy theo loại bu lông đá ốc của anh em đang dùng. Rồi tổng thể luôn nè anh em, đồng 1/2 ha. Dạ rồi, tổng thể nguyên vẹn luôn, khai sáng đẹp ha, nguyên vẹn hết. Dạ rồi, mã số 9, cái này tổng hết chiều dài của nó 37,5cm, 37,5cm ha, đầu 1/2, bi hoạt động sử dụng là bình thường luôn, rất là sáng đẹp luôn. Dạ rồi, mã số 9, cái này em đang để với giá là 250.000, ha, mã số 9 250.000. Dạ, tiếp theo thì qua mã số 10. Mã số 10 giới thiệu cho anh em một cái kìm nguội size cực to luôn. Cái này của hãng Fujiza ha, Fujiza đây. No 1050 ha. Rồi. Tổng thể bên ngoài luôn, bề mặt còn láng mượt luôn anh em. Đây, trên đây ha, nó còn luôn những cái phần sới, nói chung là có một số vết cắn xước ở trên đây, anh em xem kỹ cận cảnh nè. Anh em thấy được cái tình trạng của nó ha. Đó. Đó thì cái này anh em mà về mà có thể là spa lại làm đẹp lại thì vô tư rồi ha. Hoặc là anh em muốn giữ lại vẻ cổ vỏ vẻ xưa của nó thì anh em để nguyên luôn. À, góc cạnh cũng còn khá là sắc sảo luôn nè. Mặt bên đây luôn ha. Ui da, mặt bên đây luôn. Đó, cái phần kén là láng mượt. Rồi, răng rảnh nè. À, cái hàm anh em cũng còn khít sát luôn ha. Cái hàm cắt anh em. Và cái hàm phía trước thì nơi hở ra. À, tại vì họ thiết kế hở ra để cái hàm cắt nó tiến đến vào trước á. Rồi cái răng bên trong nè. À, cái này cũng khá ít sử dụng luôn anh em. Đây ha. Tổng thể luôn. Rồi, cái này tổng hết chiều dài của nó 26,5cm anh em, 26,5cm ha. 2x6 còn khá là to luôn nè. Mã số 10 ha. Em đang để với giá là 450.000, một cái kìm nguội của hãng Fujiza, hàng này của Nhật ha. Đó, mã số 10 em đang để với giá là 450.000. Tiếp theo qua mã số 11. Mã số 11 là một cái kén cờ lê đai anh em, một cái kén của cờ lê đai á, nhưng mà do là cái phần dây nó bị hỏng rồi em bỏ ra luôn ha, thì anh em về thì anh em có thể là lắp cái dây vào nó anh em sử dụng thôi, nó cũng đơn giản thôi anh em, nó cũng đơn giản thôi, có nghĩa là anh em chỉ cần xỏ vào cái dây đai dòng qua đây rồi anh em may lại cái phần này và cái phần dây phía bên đây nó dư qua đây, nó dư dày qua đây thì anh em chồng vào anh em sử dụng thôi, nó dễ dàng luôn, cái này nó cũng không có khó khăn gì cả ha anh em. À, thì tại vì cái này, cái kén này em thấy còn khá là mới và đặc biệt là cái này được sản xuất tại Tây Ban Nha anh em, made in Spain này ha, Tây Ban Nha, cái này của Rothenberger nè, size của nó là 300mm, 12 inch, thì chất liệu là bằng nhôm cũng khá là nhẹ mà còn rất là đẹp, thì em để lại cho anh em. À, đây nguyên vẹn hết luôn anh em, chưa sử dụng luôn nè. À, tại vì khi nó sẽ tùy vào đây, nó sẽ có vết xước trên đây ha. Cái này chưa sử dụng luôn anh em. Ở đây chỉ mực viết thôi. À, tổng thể nè. Màu cũng khá là đẹp mắt luôn anh em. Và tổng hết chiều dài thực tế của cái này em đo được là 30cm luôn ha. 30cm. Dạ rồi. Mã số 11 ha. Cái này em đang để với giá là 250.000 ha. Thì tùy theo cái công việc của mình. À, anh em mà sẽ làm ra một cái dây đai nó phù hợp. Và ví dụ như anh em mà và riêng mà lắp ống nước á, những cái ống to mà anh em cầm tay nó sẽ khó cầm á, thì anh em sử dụng những cái này nè. Những cái dây đai này thì nó sẽ vòng qua, coi như là nó bám vào và anh em cầm cái cán này coi như là một cái công cụ để anh em lắp những cái ống nước to ha, những cái ống mà 60-90 đó, thì tùy theo cái loại ống kích thước thì anh em lắp một cái chiều dài, anh em chọn một cái dây đai chiều dài anh em lắp vào ha, chế vào. Mã số 11 cái này em đang để với giá là 250.000. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 12. Mã số 12 nha. Mã số 12 em giới thiệu cho anh em là 12, 13, 14 thì những cái móc những cái móc tải trọng lớn giới thiệu cho anh em. Thì đầu tiên là mã số 12 là một cái móc này của cảng hay là của tàu biển anh em.
Cái này của cảng hay của tàu biển anh em, mà thấy rất là nặng và đặc biệt là cái thép nó rất là cứng và nó đanh. Cũng giới thiệu cho anh em, mà cái này của Mariner anh em AB gì đấy ha. Bên đây thì nó có, đây anh em xem kỹ lại ha, hơi nhanh quá. Mariner AB nè. Rồi bên đây thì nó có chữ BL36T, BL36T thì bề mặt cũng còn nguyên vẹn hết em, cứng chắc hết nè. Cái này cũng được rèn đúc cho sao anh em, nó có dập khui nè ha, đó góc cạnh luôn nguyên vẹn hết. Rồi kích thước của nó nè anh em, tổng hết chiều dài của con này nó tầm khoảng là 37 cm ha, 37 cm. Cái phần lỗ này, cái phần rổ phía trong này anh em, đây em đo đây được là gần 10 cm ha, chưa đến 10 cm anh em, chưa đến 10 cm ha. Đấy, còn cái phần móc phía bên dưới đây tầm khoảng là 4.5 ha, 4.5 cm. Rồi còn gì nữa nè, bây giờ cái cọng này luôn ha, cái cọng này luôn, cái phi của cái cọng này anh em đo được 24 ly, 24 ml. Ở dưới đây nó cọng nữa có to, nó là to luôn. Cái cọng dưới đây thì nó là 38 ly. Phần phía dưới là phần móc nè. Thì em thấy cái chất thép này rất là cứng và đanh. Anh em giờ về có thể là sử dụng hoặc là chế cháo hoặc là bất kỳ cái phương án gì anh em áp dụng ha. Rồi cái cân nặng của nó luôn nha anh em. Tổng cân nặng là 4 kg anh em, tổng cân là 4 kg ha. Một cái móc mã số 12, cái này em đang để với giá là 500.000. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 13. Do cái này thì cái chữ này thì em cũng chưa tìm hiểu kịp anh em. Còn bên đây nó có một cái logo. Mã số 13 thì cái móc này nó có một cái logo đây. Mã số 13, mã số 14 nó cùng chung một cái hãng là Gunnebo, của Gunnebo ha. Đây, một cái hãng này anh em, có cái logo trên đây ha. Đấy, cùng chung một nó ha. Rồi, cái mã của thằng này á là HSF08 ha, HSF08. Đó một là một bộ loại móc. Thì thông tin nhà sản xuất là ha anh em. Đây, thông tin nhà sản xuất ha. Cái này là thông tin đến từ Nhật anh em. HSF, và đây là cái mã của em, đây là cái mã HSF08 anh em. HSF08, phi 08, tải trọng cái móc này có thể là tải được 2 tấn ha, 2 tấn. Rồi cái phần phía sau là thông số kích thước thôi. Thì cụ thể cho nó dễ hơn thì em sẽ đo luôn cho anh em ha. Ví dụ như P là tổng hết chiều cao là 123. Rồi cái A là cái vòng phía giữa này là 18. Thì để cụ thể em sẽ đo cho anh em dễ ha. Và cái móc này nó sẽ có tải trọng là 2 tấn. Anh em về mà sử dụng, ứng dụng cho cái công việc của mình hoặc là cái mục đích riêng sử dụng của mình ha. Rồi trước tiên là cái lỗ phía bên trong đây, em đo đây được là 18 ly nè anh em. 18 ly. Cái cọng này, cái độ to đây 14 ly. 14 ly. Rồi cái phần cái miệng ở đây, cái miệng em đo đây được là 64 ml anh em, 64 ml ha. Rồi cái phần cái cọng dưới đây nó to hơn nè, để chịu tải, nó chịu lực hơn nữa. Chỗ này thì nó là 26 ha, 26. Và tổng hết chiều dài của thằng này, chiều cao nè, là coi như là 17 cm ha, 17 cm. Đó, một cái móc 2 tấn. Anh em về có thể là dùng cho cái việc mà tời kéo hàng trong nhà mình hoặc là trong cái xưởng của mình, hoặc là anh em có thể là lắp vào trên xe off-road vậy ha. Rồi một cái móc kéo 2 tấn, nó rất là to và cứng ha anh em. Với cái chất thép này anh em xem nè. Rồi rồi, anh em có thể là kéo hàng, móc hàng, kéo hàng, cẩu hàng gì đó, tài hàng gì ha. Rồi, mã số 13 ha. Một cái móc của Gunnebo. Mã số 13 em đang để với giá là 300.000. Thì cái này cân nặng của nó luôn nha anh em. Tổng cân nặng là 1.3 kg ha, tổng cân nặng là 1.3 kg. Dạ rồi, kéo móc 2 tấn. Tiếp theo thì qua móc tiếp theo là móc số 14, là cái móc to.
món con này ha. Cái này nặng luôn anh em. Rồi bây giờ trước tiên là trọng lượng luôn ha, cho dễ. Rồi tổng trọng lượng là 6,7 kg anh em. Cái móc này nặng 6,7 kg ha. Rồi cái hình dáng của nó như thế này. Có cái khoen trên đây và trên đây có một cái hàm khóa ha, cái hàm khóa đây. Anh em móc hàng vào thì nó sẽ khóa lại, nó sẽ không có bị tuột trượt ha, không có bị tuột trượt luôn trong quá trình mà di chuyển nó rung lắc gì đó, nó tuột trượt ở bên ngoài ha anh em. An tâm mà sử dụng. Rồi, thông tin này em cũng tìm hiểu được cái móc này anh em của hãng Gunbarrio đây. Gunbarrio ha. Nó cũng có nhiều cái model khác nhau á, thì cái móc này là EKN 20-10 ha, 20-10 có nghĩa là đây tải trọng anh em, 20-10 là tải trọng 16 tấn nè ha. Còn cái này là kích thước, những cái kích thước chiều cao hoặc là cái vòng số thôi. Bây giờ trước tiên là mình quan trọng trước tiên là cái phần tải trọng, cái này có thể làm móc lên được 16 tấn ha, nhưng mà đây coi như là hàng cũ, hàng cũng đã qua sử dụng, anh em trừ hao coi như là 20% thôi cho nó dễ dàng ha. Đó, rồi tổng thể ra bên ngoài nè, nói chung là cái này cũng đã bị chóc sơn rồi, nhưng mà cái chất thép bên trong rất là cứng cáp nè ha. Anh em coi xem kích thước nè, tổng hết chiều cao của nó anh em, tổng hết chiều dài của nó thì tầm khoảng là 31 cm nè, 31 cm. Rồi cái lỗ này em đo được 6 cm ha, 6 cm. Rồi cái phần rãnh phía dưới đây, móc đây thì gì đó tầm khoảng là 8 cm, 8 cm, nó khá là nặng luôn anh em, khầm hơi mỏi luôn á ha. Đó, có cái khóa đây luôn. Như lúc đầu có nêu là cái cây này em cân nặng được là 6,7 kg anh em, 6,7 kg ha. Đó, nó trọng có một cái trọng lượng nhất định, thì để khi mà anh em thả cáp xuống á, nó sẽ tì xuống luôn ha, không có bị quơ nhiều ha. Dạ rồi, mã số 14 á, mã số 14 một cái móc này của Thụy Điển anh em, Sweden nè. Gunnebo Sweden EKN 20-10, tải trọng là 16 tấn. Mà số 14 em đang để với giá là 950.000. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số 15. Mã số 15 giới thiệu cho anh em là khóa. Cái khóa hai số của hãng Top, hai số ở đây là anh em. Trong cái này nó có là số 19 và số 21 ha, của hãng Top. Thép CRV. Hàng này cũng là hàng của Nhật luôn anh em, của hãng Top, một cái sản phẩm đến từ nội địa Nhật ha. Hoạt động sử dụng là bình thường, cái này là cái khóa tự động ha, cái khóa tự động đảo chiều nè. Đấy ha, 19 cũng vậy luôn. Đó ha, hoạt động sử dụng là bình thường, các vòng khóa này cũng còn nguyên vẹn luôn. Họ thiết kế những cái vòng khóa này bằng thép đen nè, nó sẽ cứng hơn cái phần thân, cho nên là khi mà anh em dùng nó sẽ khó bị mà tột trượt hay là bị vấn đề gì đó với phần hàm anh em. Mã là BR19-21N, thép CRV. Phần bên hông anh em có phần nhựa ốp nè, để cho anh em cầm nó tròn tay, mình im tay nó cũng còn nguyên vẹn đây ha. Đó, láng mượt luôn anh em ha, bề mặt còn khá là sắc sảo luôn, láng mượt nè, các chốt cũng còn nguyên vẹn cứng cáp luôn ha. Đó, ở phần giữa bên trong thì cũng có một cái thanh thép, nó đủ cái cân nặng, anh em có một cái cân nặng để nó cầm nó chắc tay ha, anh em mà sử dụng luôn. Cái này hình thức cũng khá là đẹp luôn anh em, láng mượt nè. Đấy, dạ tổng hết chiều dài của nó là 22,5 cm anh em, 22,5 cm ha. Một cái khóa hai số 19 và số 21 của hãng Top, khóa tự động. Mã số 15 cái này em đang để với giá là 250.000. Mã số 15 250.000. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số là 16. Mã số 16 giới thiệu cho anh em mình là một cái bộ khẩu ha. Một cái bộ khẩu thì cũng lâu lắm mới có ghép được đủ một bộ, nó giới thiệu cho anh em. Hình cái bộ đây thì nó sẽ có là các
trong đây nó sẽ có là tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ha, 11 cái đầu khẩu. Thì nó cũng có đầu lục giác nè, 1, 2, 3 đầu lục giác ha, thì em cũng ghép vào để cho đủ nguyên bộ anh em về mình sử dụng. Và đặc biệt thì cái này cũng như là cũng đều với nhau nè, cũng như nó vừa vừa đều với nhau hết. Anh em coi như là cũng chung một bộ thôi. Nó có hai cái cần, một cần tự động nè, một cần siết lắc ngang nè, một cần nối nè ha. Rồi, trước tiên là về đầu khẩu trước, hai đầu lớn nhất ha. Số lớn nhất là số 26 và số 24. Thì cái này là một cái hãng của hãng Ton. Tất cả các món trong cái bộ này đều của hãng Ton hết ha, một cái hãng khá là chất lượng đến từ Nhật ha. Đây, có chuẩn zinc nè, thép CRV ha, CRV ha, da băng ha. Các vòng khóa, vòng khẩu cũng còn nguyên vẹn, không có bị tuôn, bị nứt gì cả. Và anh em sử dụng trong cái này là cái cần của mình là cần 1/2 ha, thì cũng kèm theo nên là cái cần 1/2 luôn. Anh em có thể là dùng mà là về thì dùng thêm với lại máy pin hoặc là máy hơi đó ha, xem 1/2. Rồi, số 26 và số 24. Kế đến nữa là hai số tiếp theo là số 22 và số 21. À, 22 và 21. Rồi, thêm nữa là số 19 và 17 anh em, những cái số này sử dụng rất là phổ biến luôn ha. Rồi, kế đến nữa tiếp theo nữa là số 14 và số 13 ha, 14, 13 luôn. Rồi, ba cái cuối cùng. 13 xong rồi thì cái này là 12, 11 và 10 ha, 12, 11 và 10. Rồi, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22. 24 ngoài 6 à. Rồi, hai cái cần siết đây, tiếp theo là cái cần này, cần tự động ha, của hãng Ton, mã 371 luôn, chuẩn zip luôn nè, 12.7 là cái đầu đâm 1/2 ha. Hoạt động sử dụng lực cũng bình thường luôn, khẩu chiều nè ha. Đấy, thì cái bi khóa khẩu anh em lắp khẩu vào, nó sẽ giữ lại trong đây, nó sẽ không bị rơi rớt cái khẩu ở trong quá trình mình sử dụng và vận hành. À, nó sẽ không có bị rơi rớt ha, khi rớt xuống mà phải đi tìm đi kiếm nó lắp lại nó cũng khó khăn gì vậy ha. Đó, thì cái này nó cũng hoạt động ok ngon lành luôn anh em. À, thì cái đầu này họ thiết kế cũng là thép đen nè, cứng cáp ha. Nói chung là cái này cũng có một số vết rỉ ố trên đây, tuy nhiên thì nó vẫn còn sử dụng cứng cáp ha. Đó, không có làm bị lẫm lẻo gì đâu. Da vàng ha, nước xi bên ngoài khá là sáng đẹp luôn. Dạ rồi mã chưa. Tiếp theo thì cái này là cái cần siết ha của hãng Ton. NO211 chuẩn zip ra ban luôn. Đó, bề mặt nè ha, anh em xem tổng thể luôn. Cái này hình thức cũng nguyên vẹn luôn, anh em về mình sử dụng ha. Đó, lắp khẩu vào đây. Ha. Lắp ngang, lắp đứng như nè, lắp ha, các hướng luôn. Đưa sâu vào trong, ngang bên hông, những cái con mà nó cứng á. À, anh em sử dụng những cái cây này, cái thế này ha, anh em vặn nó dễ dàng hơn. Rồi. À, chiều dài của cái cần này thì nó là dài là 29cm anh em, 29cm ha. Và có thêm một cái cần nối nữa, những cái vị trí sau bên trong nè. Anh em muốn thao tác nhanh nè, à, anh em lắp vào ha. Thì cái bi nó vẫn hoạt động sử dụng bình thường ha. Tất cả đều các món đều hoạt động ok hết, không có bị hư hỏng cái nào cả ha. Rồi, cái này là tổng hết chiều dài là 15cm. À, 15cm. Rồi, cái bộ này, bộ khẩu nè, bao gồm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. À, 11 đầu khẩu của hãng Ton ha. Tất cả các món này là của hãng Ton hết. Nè, cái hộp này cũng của hãng Ton ha. Thì em ghép chung là một bộ, anh em cất giữ, bảo quản, sử dụng. À, trong đây, mã số là 16. Bộ này em đang để với giá là 1.100.000. Cân nặng của nó luôn cho anh em ha. À, nắm được cái thông tin. Rồi, tổng trọng lượng là 3.2 kg anh em, tổng trọng lượng là 3.2 kg nha, một cái bộ khẩu của hãng Ton. Dạ, mã số 16, 1.100.000. Dạ rồi, tiếp theo thì qua mã số là 17. Mã số 17 là một cái cảo anh em, một cái cảo hôm nay có một cảo số 10 của hãng Super. À, giới thiệu cho anh em mình ha. Rồi. Cảo số 10 đây. Cái này cũng thuộc hàng cũng siêu toạc khổng lồ. À. Rồi, thông tin này thì cũng như là những cái cảo trước em cũng không có chuyên sử dụng những cái này, cho nên là đôi khi nó cũng bị
khi quay nó cũng đo có thể là chưa có đúng hay là chưa chuẩn cái phần nào đó, thì anh em xem, ví dụ như anh em có thấy cái nhu cầu của mình thì anh em cứ liên hệ em. Cái sau đó anh em cần thông tin gì thêm thì em sẽ đo cho anh em nắm được ha, nó dễ hơn. Và trước tiên thì đầu tiên là cái chục đây, em đo hết cái chục này ha, là em đo đây từ đầu đến cuối đây là 32 cm anh em, 32 cm ha, 32 cm. Và phần phía dưới đây, phía dưới này thì khi mà anh em dặn vào nó sát luôn ha. Đây thì tầm khoảng là 22 nè, 22 ha. À, cái đầu tì với đây nè, đầu định, đầu định tâm ha. Đó. Rồi, đây là hàng của Nhật, Japan nè. Rồi, cái này nó cũng có hai cặp lỗ ha, hai cặp lưỡi lỗ đây, hai cặp lỗ phía đây luôn. Anh em có thể là điều chỉnh tùy theo cái kích thước của mình, anh em điều chỉnh nó phù hợp. Và cái phần máu má cạo ha, đây, cái hàng này cũng đã qua sử dụng, tuy nhiên thì cái này anh em chắc là đã dùng cũng lướt qua thôi. Cái máu cạo phía trên nè, chưa dùng luôn. À, rồi, bên phần còn lại ha. Đấy, cũng chưa dùng luôn anh em. À, còn cái máu cạo đang lắp phía dưới đây. Đây, có một số vết chạy xước sơ qua thôi. Họ cắn nhẹ cái nước xi thôi anh em. Ta cái này chắc dùng một lần một hay nghỉ anh em, ngưng dùng à. Gửi về. À, còn cái bên đây cũng vậy luôn anh em. Đó. À, không có bị cắn dập gì sau hết anh em. Cứng cáp hết chắc chắn ha. Và đây. Thêm một cái đây nữa là cái phần cái độ to của cái chục này ha. Em đo đi được là 26 mm, à 26 mm. Và cái phần định tâm cũng còn nguyên vẹn luôn anh em. Và cái phần định tâm này cũng còn nguyên vẹn nè, anh em xem ha. Đó. Rồi. À, còn gì nữa nè. À, còn chiều dài của cái máu cạo đây ha. Rồi, như là tổng hết từ cái phần tay ở trên đây xuống tới đây thì nó tổng khoảng cũng là 22 ha. Nó cũng tương đương với thằng này thôi ha. 22 cm. Rồi. À, có thể nó dài hơn khi anh em dùng cái lỗ này, nó sẽ dài hơn ha. Rồi, đó là thông tin về cái đầu khẩu này. Xin lỗi anh em, về cái bộ cảo này ha. Và trên đây là cũng là một cái đầu lục giác, anh em có thể dùng với cờ lê hoặc là mỏ lết anh em để xoay, và anh em có thể là dùng với máy ha, để tùy theo có điều kiện của mình. Cái đây anh em dùng 30 ly. Em đo cái góc này nè, 30 ly ha. Đó. Rồi, về cân nặng của nó luôn nha nè. Tổng cân nặng là 6,3 kg anh em, tổng cân nặng là 6,3 kg, hình tích còn khá là mới đẹp luôn. Của hãng Super, hàng chỉ dùng lướt thôi. Đây có cắt ốc rồi, Super cũng còn nguyên hết đâu. Super một cái hãng cũng khá là lớn, đến từ Nhật Bản. À. Dạ rồi. Mã số. Mất tiêu rồi. Đây, mã số 17 trong video này, một cái cảo số 10 của hãng Super em đang để với giá là 1.800.000. À, một cái cảo Super số 10. Mã số 17. Dạ, tiếp theo thì em qua mã số là 18. Rồi, mã số 18 là một cái búa tạ. À, cái búa tạ. À, dạ. Một cái búa tạ của hãng OH. Rồi, cái này cũng có nhiều cái video trước cũng đã giới thiệu những cái cây như thế này rồi ha. À, của hãng OH nè. Size của nó đây, cái đầu búa là 5,4 kg anh em. À, 5,4 kg của đầu búa thôi, còn phần kén nữa. À, thì tí em sẽ cân luôn cái trọng lượng toàn bộ của nó. Kén thì họ thiết kế là bằng kén bằng sợi thủy tinh. Ha, kén bằng sợi thủy tinh có một cái độ cứng ha, và cân bằng tốt, anh em dùng mà có cái lực ha. Và cái này là hàng chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Chưa qua sử dụng nha. Đây thông tin mã vạch cho anh em. 496 vậy ha. Rồi còn đây chữ Nhật hết, em cũng không rõ nữa. Rồi, trên đây thì cái phần kén nè, hoặc cái phần mộc kem này anh em thấy nè, là họ thiết kế một cái lớp cao su nó mềm và nó có hơi cảm giác nó hơi dính nhẹ tí xíu, để khi mà anh em cầm á, anh em mà dùng cái búa này á, nó không có bị tụt trượt cái tay của mình ha, không bị anh em làm việc mạnh quá nó văng cái búa này. Thì nó sẽ bám tốt. À, anh em sử dụng ha.
đó, kén bên đây nè. Nói chung là cái này là hàng mới, chưa qua sử dụng nguyên vẹn hết. Trên này cũng có mặt OH luôn. Đấy, cái tem trên đây. Và những cái vết dấu của tay anh em an tâm nha. Cái này em quay xong em sẽ vệ sinh lại sạch sẽ. Tại vì nhiều khi có những cái món kia nó dầu quá, nó dính dầu nhớt, nên qua bên cái cây này nó dính trên đây. Mà em sẽ vệ sinh lại sạch sẽ, anh em an tâm, không vấn đề gì hết ha. Về đầu búa nè, cái này cũng đã qua, chưa qua sử dụng anh em, chưa qua sử dụng ha. Thì do để trong kho lâu anh em, có một số vết rỉ ố trên đây thôi. Còn luôn những cái vân nè, cái gai trên đây luôn nè. Mặt bên đây luôn ha. Đó, mặt bên đây luôn ha. Đó ha, rồi. Đầu ở đây, kén này cũng không đổ keo đặt vào đây à, cứng cáp hết chắc chắn luôn ha. Rồi, kích thước của nó đây nè. Dạ, kích thước tổng của nó là em đã được là 86,5 cm em, 86,5 cm ha. 8 × 6. Cái đầu búa là 5,4 kg và tổng trọng lượng của cái búa này tổng trọng lượng là 6,7 kg anh em, tổng trọng lượng là 6,7 kg ha. Rồi, một cái búa tạ của hãng OH, hàng của Nhật. Tổng hết trọng lượng là 6,7 kg và cái đầu búa nặng ngày 5,4 kg. Mã số 18 cái em đang để với giá là 650.000. Cái búa này hàng mới chưa qua sử dụng luôn nha nè. Hàng mới chưa qua sử dụng ha. Đó thì với cái đầu búa, những đầu búa tạ như này em có sẵn cái kén ha, rất là tuyệt vời. Anh em về mà sử dụng luôn, không cần phải tra thêm kén hay là phải có khăn anh em về gì cả, và hình thức cũng còn mới luôn. Anh em dễ dàng sử dụng ha. Dạ rồi, đây là cái mã cuối cùng trong video. Anh em thấy có cái món nào mà vừa ý, đúng với nhu cầu của mình đang cần sử dụng, anh em liên hệ em qua số điện thoại 0708880661, báo giúp em mã clip là số 8 kèm với cái mã sản phẩm anh em đang quan tâm ha. Rồi mình sẽ trao đổi cụ thể hơn, chính xác hơn. Cho rồi, em xin kết thúc cái video này tại đây. Xin kính chúc tất cả anh em thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo.